Nè, có cần anh phụ gì không? Không cần đâu, anh cứ ngồi chơi đi. Nè, anh nói thiệt đó, có cần anh phụ gì không? Đã nói là không cần mà. Vậy thôi. À mà nè, bộ bé giới thiệu có chuyện gì hả? Anh cũng nhìn ra nữa hả? Thấy anh vậy thôi chứ anh hơi bị tinh tường, tinh ý, tinh tế đó nha. Anh quan sát kỹ lắm. Nè, mấy nay Thành có hay tới tìm em đúng không? Cho dù anh ta có tới lần nữa cũng không thay đổi được gì. Tại vì chuyện của em và anh ta là quá khứ rồi. Nói thiệt nha, mỗi lần mà gặp anh ta em không có thấy cảm xúc gì hết. Anh đâu có kêu em giải thích đâu. Anh này Thành bây giờ không còn như xưa nữa đâu. Còn hơn ngày xưa nhiều nữa là. Để đạt được điều anh ta muốn, anh ta làm bất cứ điều gì anh ta cần. Em cũng nên học hỏi người ta đó. Em học hỏi gì từ anh ta chứ? Học hỏi việc nghĩa cho mình trước. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của mình. Nè, để người khác lợi dụng sự tốt bụng, sự lương thiện của mình, đó là tội ác. Em đừng lo lắng nhiều. Nếu như mà em không nhận ra ai á đang lợi dụng em, anh sẽ là người ngăn cản kẻ đó, không được tới gần em. Còn em chỉ cần ở yên và nắm tay của anh là được rồi. Ơ, chị Hằng, anh Trung. Ủa, ông Thiện với bé chưa về nữa hả chị? Trời, cái ông Thiện này, ông giao đơn hàng gần nhà mà ta, sao giờ chưa về được nữa? Xỏ lá thiệt, có khi nào ông làm gì bé không? Không được, em phải đi kiếm ổng mới được. Tí, đi từ từ thôi. Không có chuyện gì đâu mà. Ông Thiện ơi là ông Thiện. Hằng nè, bây giờ em có thể nói cho anh biết tí bé có chuyện gì không? Sao anh nói anh tin ý lắm mà. Nè, mua đống đồ theo yêu cầu của mày rồi đó. Mày mở đại tiệc hay sao vậy? Mua đồ nhiều dữ vậy? Tối nay á, tao sẽ tạo một điều đặc biệt mang riêng dấu ấn của tao. Tối nay mở tiệc nấu nhiều món hấp dẫn quá ha. Cái thằng tối nay bất ngờ có phần tao không? Chắc chắn là không có phần của mày rồi. Tao chỉ hỏi cho vui vậy thôi, chứ là tao biết bổn phận của tao mà. Tao nhìn mấy cái món này á, tao biết nó thuộc về phước phận của ai rồi. Nè, mày làm hoành tráng như vậy á, nhưng mà mày đã gọi mời người ta chưa? Chưa. Mày mời người ta ăn tối mà bây giờ mày chưa gọi. Lỡ mày nấu cho đã người ta không tới, lúc đó tao cười vô mặt mày quá. Mày an tâm đi, một khi mà Trung chủ tịch đã mời á thì chắc chắn Hằng sẽ qua. Nè, mày chưa gọi làm sao mày biết người ta rảnh? Từ từ đi, thì bây giờ tao mời nè, được chưa? Ok. Em à, tối nay em có thời gian không? Nếu mà rảnh á, anh sẽ qua. Tối nay em bận rồi. Có chuyện gì quan trọng không anh? Nếu không thì ngày mai mình gặp ha. Em bận rồi thì thôi, mai mình gặp cũng được. Nhưng mà nè, em có thể nào sắp xếp được? Anh ơi, cửa hàng có khách, em đi tiếp khách đây. Nói chuyện sau nhanh. Trung chủ tịch gọi, chắc chắn Hằng sẽ tới. Mà đang nói chuyện cúp máy ngang luôn. Nè, sao không nấu nữa đi? Gì vậy? Không phải mày nói với tao á là mày muốn có phần đúng không? Bây giờ mày nấu đi. Mày nấu xong á rồi tự ăn luôn nha. Bài nấu cả đống, gọi người ta tới không được thấy quê. Công nhận cái miệng của mình cũng linh thiệt. Tự nấu thì tự nấu. Ê Trung ơi, tối nay tao có hẹn. Trung, Trung. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.